Em xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị một chiếc súp rất đặc biệt của Mỹ quý vị. Đây là dòng Mỹ Noi Bass Súp 50. Thì súp là một thiết bị quan trọng trong một cái dàn hát karaoke. Thì nếu mà anh em chưa sử dụng súp thì anh em sẽ chưa hiểu súp chức năng nó sẽ là gì. Thì anh em cứ nghĩ là thôi, để tiền mua loa súp đó để mua một cái loa full thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà khi anh em đã sử dụng súp rồi, từ những con súp 25-30 thì anh em sẽ cảm nhận được cái sự quan trọng của cái súp như thế nào. Nếu mà anh em sử dụng súp rồi, anh em sẽ ghiền quý vị, thẳng khẳng định quý vị luôn. Anh em chưa sử dụng súp mà sử dụng súp 25-30 rồi, anh em sẽ ghiền. Và khi mà anh em nâng cấp lên súp 40-50 thì lúc đó nó mới đủ độ phê. Thì hôm nay em về được một con súp Mỹ Electro Voice là EV quý vị, thì sở hữu bass 50. Thì như cái câu hỏi lúc đầu, súp là có chức năng gì trong cái dàn âm thanh, thì em cũng xin trả lời đến quý vị và các bạn, chia sẻ đến quý vị và các bạn, súp là một cái thiết bị tạo nên cái dải trầm từ cái tần số mà 40 cho tới là 100 kHz quay đầu. Vì loa full thì nó sẽ, đối với những loa full mà bass tốt quý vị, thì nó sẽ tạo được cái tần số thấp nhất là nó từ 70 cho tới hơn 100. Nhưng mà đối với những dòng mà loa full mà bass hơi nhỏ, hay là những dòng loa quý vị thấy những dòng array á, thì cái tần số của nó lên rất là cao, không thể nào mà thể hiện được cái tần số xuống mà từ 50 được quý vị, khẳng định quý vị luôn. Đấy, như những đôi Electro 30-40 ở đây thì thật sự là quý vị là nó thể hiện được tới 60 Hz là nó đã rất là hay rồi. Nhưng mà những cái tần số dưới từ 30-40 cho tới 100 Hz thì ở đâu bù vào? Thì đây là một cái thiết bị để bù vào cái tần số đó đó quý vị. Nếu mà anh em chưa từng nghe súp á, thì em giải thích như thế này thực sự anh em cũng khó biết lắm. Nhưng mà anh em đã từng nghe súp, đã từng chơi súp rồi, anh em sẽ hiểu cái độ quan trọng như thế nào trong một cái dàn karaoke. Khi mà anh em hát karaoke, ví dụ anh em đang có cái súp 30-40 giờ đang đánh, anh em tắt súp một cái là thật sự là nó cảm giác nó như thiếu cái gì đó rất quan trọng, không phê quý vị. Thì hôm nay em về được một con súp EV Electro Voice. Đó, đây là cái phần lưới sắt của nó đây rồi nha. Lưới sắt của nó và tất cả các gốc này nó đóng là EV hết nha. Mọi người thấy xịn sò chưa? EV. EV ha. Đó, tất cả các gốc đóng. Và quý vị thấy ha, những cái dòng mà nó nỉ như thế này mà quý vị thấy nó đẹp như thế này này. Phải nói là cái con súp này trước giờ em chưa thấy nó đẹp như thế này quý vị. Cái phần nỉ phải nói là xuất sắc luôn á. Và cái con này là model SH1810LR. Thì con súp này thì được sản xuất bởi hãng Electro Voice EV, sản xuất tại Mỹ nha quý vị, Made in USA. Sử dụng hai cái chạm 6 ly. Quý vị không thích chạm 6 ly thì em sẽ thay cái chạm bít cong cho quý vị luôn. Nhưng mà cái này zin của hãng về ở bên nước ngoài nó gắn vậy, thì quý vị nếu mà thích thì em sẽ gắn luôn. Quý vị thấy cái phần nỉ phía sau quý vị ha, phần nỉ phía sau hầu như là nó xuất sắc luôn quý vị. Phòng trong phòng này thì nó hơi thiếu ánh sáng tí xíu, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái độ đẹp của nó. Thì cái súp này thì chiều ngang đây quý vị, em đo luôn nè. Chiều ngang nó khoảng 59-60cm ha, 60. Chiều sâu là 60 luôn, sâu 60 luôn. Chiều cao chắc có lẽ nó tầm 70 quý vị. Chiều cao nó khoảng 74-75cm ha. Cái kích thước rất to. Thì nó sẽ kích thước thùng, cái thể tích lít nó càng lớn thì nó sẽ tạo cái độ trầm nó càng sâu quý vị, nó càng tốt ha. Thì như quý vị thấy ở bên đây là một con súp hàng chính hãng ADMAX mới của Ý quý vị, công nghệ Ý. Thì cái kích thước nó nhỏ hơn con này nhiều ha, bề ngang, thậm chí chiều sâu và chiều cao nó nhỏ hơn. Nó là súp con trầm quý vị. Đó. Còn bên đây là súp 50 nhưng mà con của nó là nhỏ hơn quý vị, con 75 thôi. Nhưng mà quý vị biết á, những cái hàng mà Mỹ xịn thì chỉ cần con 75 thôi quý vị, thì cái độ, cái sự tái tạo âm thanh, tạo cái dải trầm thì nó cực kỳ tốt. Nó là tốt hơn cả những cái hàng con trầm luôn. Đó, nó tạo cái sự, đây là con súp
cực kỳ khủng như vậy. Bát 50 từ 220 nha quý vị, từ 220 nó khủng khiếp như thế này. Từ 220. Đây quý vị, cũ loa đóng Max in USA luôn ha. EV18B. Đó, đây là phần con này là 75 cm nha quý vị. 75 mm, em xin lỗi. Bát 50 75 cm, khung đúc cực khủng như thế này. Cực kỳ chất nha, súp hầm. Đó, và con này thì hứa hẹn là tạo ra một cái chất âm cực kỳ ấn tượng để quý vị và các bạn chơi trong những cái dàn karaoke VIP cao cấp ha. Thì con này thì để cho anh em chơi trong những cái dàn VIP cao cấp thôi. Đó. Tại vì một cái nó thì một cái súp này thì nó có cái mức giá là 8.500.000 nha quý vị. 8.500.000. Một cái thì giá shop giao lưu đấy quý vị, tất cả là nguyên zin nguyên bản 100%. Thì quý vị lưu ý giùm em. Đó, giá nói chung là nó cũng không đắt lắm quý vị. Tại vì quý vị mua một con súp mới, một con súp của China thì nó cũng là 6, 7 triệu, thậm chí là 8 triệu rồi. Đấy, con súp này thì thật sự là đối với một con súp Mỹ mức giá này là cực là quá tuyệt vời. Và quan trọng là nó còn nguyên zin nguyên bản hết quý vị. Còn này đánh bát nó có cái độ mềm, độ chắc, độ sâu rất là đặc biệt của Mỹ quý vị, chứ không phải là như những cái con súp khác ha. Đó. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Em sẽ làm một cái clip test riêng về cái con súp này để quý vị và các bạn thưởng thức cái chất âm. Mà đối với súp quý vị, thường test cái chất âm nó rất là khó quý vị. Tại vì nó gầm gừ. Thì anh em nghe qua điện thoại hoặc tivi thì không thể nghe được, rất là khó luôn. Đó, cho nên là anh em nếu mà có điều kiện mà xem trực tiếp thì càng tốt, hoặc là gần nhà anh em có ai sử dụng những con súp này, anh em tới nghe rồi xong hay quyết định chốt thì rất là tuyệt vời luôn quý vị. Thì đối với anh em mà đã biết chơi những cái dòng súp bãi hay là lo bãi rồi thì anh em sẽ không còn xa lạ gì với những cái con súp xịn sò như thế này. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.